Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận tóc cần Confi Swap. Khi tham gia giải hôm nay bằng flip phần đi mô tả mở cái link form nghe các bạn. Chương trình góp này nó phân phối là có 100.000 cốt nha các bạn. Thì dự án này khá là ngon đó các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn cho anh chào follow Twitter các bạn và retweet và pinnet nha các bạn. Tweet lên các bạn. Rồi các bạn cho nên góp vào kênh YouTube subscribe của nó các bạn. Khá là ngon nha bạn. Rồi để các bạn sau khi bạn làm xong thì các bạn điền lời username tại Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Đây còn cái memo của bạn đó bạn. Tiếp tục thì link tweet thì các bạn tweet cái bài viết hồi nãy nha bạn, thì các bạn mở Twitter các bạn lên nè. Bạn nhập vào ba gặp bên cùng nè, bạn nhập vào một hồ sơ nữa. Rồi thì các bạn tweet link form đó thì các bạn bấm vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sẽ chép đến Twitter nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn bấm vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì username Telegram thì các bạn mở Telegram ra, bạn copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ server, địa chỉ wallet, my server wallet, các bạn copy địa chỉ address của mình nha các bạn. Rồi các bạn cũng sao chép lên các bạn. Rồi các bạn bấm lên. Rồi các bạn dán các bạn. Tiếp tục thì cái mã giới thiệu này thì các bạn ghi giùm mình a cộng anh 1133. Rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Giùm lấy mã cốc người bạn. Ok, như vậy các bạn bấm gỡ là xong các bạn. Vì video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận tóc cần Confi Swap. Đây cũng kết thúc các bạn, vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.